Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 10 tại Fukuoka, Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã chủ trì phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ 2 kết nối địa phương doanh nghiệp Việt Nam, Kyushu, Nhật Bản với chủ đề Thực chất, hiệu quả, bền vững. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng, Thống đốc Kyushu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai, đại diện các địa phương Việt Nam và Nhật Bản đã tham dự diễn đàn. Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ 2 kết nối địa phương doanh nghiệp Việt Nam Kyushu Nhật Bản thực chất, hiệu quả, bền vững, thu hút sự tham gia của gần 400 doanh đại biểu là lãnh đạo, các doanh nghiệp hai nước, cộng đồng doanh nghiệp Kiều bào tại nhiều quốc gia và các địa phương của Việt Nam. Kính thưa quý vị, những năm gần đây, Nhật Bản đã chuyển dịch chuỗi cung ứng sản xuất sang khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Khu vực Kyushu là khu vực phía Tây Nam của Nhật Bản gồm 8 tỉnh với GDP ước đạt khoảng 4,43 tỷ đô la Mỹ. Kyushu cũng là khu vực phát triển nông lâm ngư nghiệp, y tế, chế tạo máy móc và chuyển đổi số của Nhật Bản. Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ 2 kết nối địa phương doanh nghiệp Việt Nam và vùng Kyushu được kỳ vọng sẽ mở ra một cơ hội hợp tác đa phương trong thời gian tới. Phát biểu đề dẫn diễn đàn, bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự quán Việt Nam cho biết, với mong muốn của các tỉnh, doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nhân người Việt trên toàn cầu và Kyushu về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực, y tế, giáo dục, du lịch, chuyển giao công nghệ, nông lâm ngư nghiệp, điện tử và xuất nhập khẩu hàng hóa. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã tổ chức diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ 2 kết nối hợp tác địa phương doanh nghiệp trong nước với các tỉnh và doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực Kyushu. Với sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Fukuoka, đặc biệt là với sự nhiệt tình của ông Hattori Saitaro, thống đốc tỉnh Fukuoka, các tổ chức xúc tiến kinh tế đối ngoại của các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu, với tất cả những lý do trên, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã nỗ lực để ngày hôm nay tổ chức diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ 2 kết nối hợp tác địa phương doanh nghiệp Việt Nam và Kyushu. Với mong muốn, với cái slogan của chúng tôi là thực chất, hiệu quả và bền vững, Diễn đàn Kinh tế Kyushu và chính quyền tỉnh Fukuoka sẽ là cầu nối, là kênh xúc tiến thương mại thực chất, tạo điều kiện cho các địa phương doanh nghiệp của hai nước kết nối một cách bền vững, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh. Nhật Bản là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam, đối tác lớn thứ hai trong lĩnh vực lao động, thứ ba về đầu tư, với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại. Kết quả khảo sát của Zetro cho thấy 70% doanh nghiệp Nhật được hỏi có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam thời gian tới và 88% kỳ vọng doanh thu tại thị trường này sẽ tăng lên trong tương lai. Tôi mong rằng thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và với Kyushu Fukuoka không chỉ là trao đổi hàng hóa, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ hay giao lưu văn hóa, mà còn là thông qua tất cả các hình thức hợp tác ấy, tiếp thu triết lý phát triển hài hòa của Kyushu, áp dụng nó một cách sáng tạo cho các địa phương Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp chế tạo tới nông nghiệp công nghệ cao, từ năng lượng tái tạo tới khởi nghiệp sáng tạo, từ du lịch bền vững tới đô thị thông minh và từ quảng bá ẩm thực đến bảo tồn di sản. Thưa các quý vị, với các thành tựu to lớn đã đạt được trong 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, với nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, của nhân dân và quyết tâm của chính phủ hai nước, tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển. Và diễn đàn hôm nay sẽ đóng góp một phần vào sự phát triển, có thể nói là thăng hoa đó. Tôi cũng tin tưởng rằng sau diễn đàn này sẽ có nhiều cặp địa phương, nhiều chương trình, dự án hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các địa phương, giữa các doanh nghiệp của hai bên sẽ được hình thành và đi vào triển khai trên thực tế. Trong khuôn khổ diễn đàn, 8 địa phương Việt Nam như Bắc Giang, Cà Mau, Điện Biên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn chục doanh nghiệp Nhật Bản đã có gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư, hợp tác trong tương lai.